Chào cả nhà nhé. Ai đang xem thì cho em xin một nút đăng ký nhé. Nay em lên cái này là siêu trầm nhé. Trầm thì thân là bao mập luôn. Hàng ngày mới là kia cây 52 thôi nhé. Thân thủ bao phê rồi. Này sang năm nó phải dài tầm 1 mét. Này hàng kia 52 vẫn còn đang đi ngọn này. Có một số thân thì nó đã thắt ngọn rồi. Đây, hàng thắt ngọn thì bây giờ nó lù này, to hơn ngón tay cái này. Đấy, ngón tay cái của em này. Trầm này bao thân thủ này. Này số lượng có hạn nhé. Ai lấy về bán sỉ hoặc lấy lẻ thì liên hệ qua số điện thoại em ghi mở phần mô tả nhé. Đây, siêu trầm này. Thân này tầm 40 cm này. Và kia 52 đã được 40 cm rồi. To hơn ngón tay cái rồi. Để cho các bác hình dung này, cái quẹt này. Chỗ to có thân to nó phải tương đương cái quẹt nhé. Lô hàng này chỉ có khoảng tầm 400-500 chậu thôi. Thân từ 25 đến 50 cm nhé. Có thân đỉnh lắm thì 50 cm, nhưng mà thường thì tầm 25 đến 35 cm là số lượng nhiều. Hàng này bao thân thủ này. To khủng hoảng luôn, ngón tay cái không ăn thua. Này là siêu trầm nhé. Nhà em cũng xuất cả long tu nữa này. Đây, long tu thân nó cũng to phải bằng ngón tay trỏ rồi nhá. Thân vàng óng này. Đó, xanh mướt. Còn đây là trầm này. Trầm này thì nhiều loại lắm. Trầm cổ này, trầm Mỹ này. Trầm rồng đỏ. Thân từ 40 đến 70 cm nhé. Đây. Cái này cũng là siêu trầm này. Thân bao khỏe. Này là trầm Mỹ này. Thân to ấy. Khi nói mà thắt ngọn nó phải to bằng ngón chân cái nhé. Bao giờ nó mới đang bắt đầu thắt này. Bác nào muốn sưu tầm hay là lấy về bán lẻ lại thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại ở em ghi mở phần mô tả nhé. Rồi, cuối video em chào toàn thể gia đình mình nhé.